An Nguy tiết lộ phải hôn Trấn Thành 18 lần mới đạt. Tối ngày 7 tháng 1, Trấn Thành và An Nguy có buổi giao lưu với khán giả tại một cụm rạp ở thành phố Hồ Chí Minh, cả hai mặc tông sờ tông đen kín mít. Được hỏi về pha khóa môi Trấn Thành trong phim Chờ Em Đến Ngày Mai, An Nguy bật mí, cô đã phải hôn ông xã của Harry Won tới 18 lần mới được đạo diễn chấp nhận. Thanh Thúy với vai trò nhà sản xuất phim đồng hành cùng hai diễn viên trong buổi gặp gỡ người hâm mộ. Trấn Thành và An Nguy đã có những cảnh lãng mạn trên màn ảnh rộng. An Nguy hóa thân cô gái bán gà rán hồn nhiên mơ mộng, còn Trấn Thành là ca sĩ nổi tiếng. Họ có cuộc gặp gỡ định mệnh và trở thành người tình của nhau. Trấn Thành kể anh rất buồn cười khi thực hiện cảnh thân mật với An Nguy. Sau nhiều nỗ lực, Trấn Thành và An Nguy cũng có những phân đoạn ngọt ngào và đáng nhớ. Trong buổi giao lưu, hai diễn viên đã tặng quà lưu niệm cùng chữ ký cho các fan ở rạp phim. An Nguy tiết lộ phải hôn Trấn Thành 18 lần mới đạt. Tối ngày 7 tháng 1, Trấn Thành và An Nguy có buổi giao lưu với khán giả tại một cụm rạp ở thành phố Hồ Chí Minh, cả hai mặc tông sờ tông đen kín mít. Được hỏi về pha khóa môi Trấn Thành trong phim Chờ Em Đến Ngày Mai, An Nguy bật mí, cô đã phải hôn ông xã của Harry Won tới 18 lần mới được đạo diễn chấp nhận. Thanh Thúy với vai trò nhà sản xuất phim đồng hành cùng hai diễn viên trong buổi gặp gỡ người hâm mộ. Trấn Thành và An Nguy đã có những cảnh lãng mạn trên màn ảnh rộng. An Nguy hóa thân cô gái bán gà rán hồn nhiên mơ mộng, còn Trấn Thành là ca sĩ nổi tiếng. Họ có cuộc gặp gỡ định mệnh và trở thành người tình của nhau. Trấn Thành kể anh rất buồn cười khi thực hiện cảnh thân mật với An Nguy. Sau nhiều nỗ lực, Trấn Thành và An Nguy cũng có những phân đoạn ngọt ngào và đáng nhớ. Trong buổi giao lưu, hai diễn viên đã tặng quà lưu niệm cùng chữ ký cho các fan ở rạp phim. I'm gonna go get some more.
Hòa Minzy lọt top sau mặt xấu nhất 2016, Harry Won để lại bình luận khiến ai cũng bất ngờ. Đọc đoạn bình luận này mới biết được mối quan hệ giữa bà xã Trấn Thành và đàn em kém tuổi mình. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, trong trẻo và đầy nội lực, Hòa Minzy còn là một trong những sao nữ có gu thời trang khá ấn tượng. Mới đây, cô nàng còn vượt qua cả Sơn Tùng MTP, Mai Ngô để dẫn đầu top những sao mặt xấu nhất năm 2016. Quán quân Học viện Ngôi sao 2014 chia sẻ trên trang cá nhân về tâm trạng của mình khi được khán giả ưu ái bình chọn chức vô địch mặt xấu trong làng giải trí Việt. Cô nàng thanh minh rằng ở sau sân khấu, những lúc không phải mặc đồ diễn thì trong mình cũng dễ thương mũm mĩm chứ không đến nỗi bị xếp hạng sao mặt xấu nhất. Nữ ca sĩ cũng phải tự công nhận rằng thỉnh thoảng có những khoảnh khắc nơm quá gớm vì béo và hạ quyết tâm đi tập để sở hữu vóc dáng chuẩn. Giọng ca Thư Chưa Gửi Anh tiếp tục đau khổ vì on top trong danh sách sao mặt xấu. Trong khi người hâm mộ vào động viên nữ ca sĩ, thì bà xã Trấn Thành đã để lại bình luận chúc mừng em khá là ngang trái. Tuy có vẻ như Harry đang cười trên nỗi đau của người khác, nhưng ai cũng biết rằng đó chỉ là câu nói đùa của một người chị đối với em gái đồng nghiệp thân thiết. Được biết, Harry Won và Hòa Minzy khá hợp cạ mặc dù hơn nhau tận 10 tuổi. Mới đây, cả hai cùng với ca sĩ Bảo Anh đều tranh giải nữ ca sĩ triển vọng năm 2016 do làng Sóng Xanh tổ chức. Mặc dù không đoạt giải, nhưng hai cô gái xinh đẹp này đều vui vẻ và cảm thấy vinh dự khi được đứng tên trong danh sách đề cử. Mối quan hệ giữa Harry và Hòa Minzy ở ngoài đời khá thân thiết. Cả hai thường vào trang cá nhân của nhau và để lại bình luận hóm hỉnh khiến ai cũng thấy buồn cười. Hoài Linh nhập viện vì ngộ độc thức ăn. Hoài Linh được đưa đi cấp cứu vì ngộ độc thức ăn, bác sĩ yêu cầu danh hài nhập viện để theo dõi tình trạng kỹ lưỡng hơn. Tối ngày 7 tháng 1, nghệ sĩ Hoài Linh được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ yêu cầu danh hài nhập viện để theo dõi tình trạng của anh. Nghệ sĩ Cát Phượng, đại diện cho nghệ sĩ ưu tú, thông báo trên trang cá nhân, sau bảnh bị nhiễm trùng đường ruột vì ngộ độc thức ăn, tiêu chảy và tiểu ra máu, sốt cao và mê man. Một người thân của danh hài cho biết hiện anh lúc mê lúc tỉnh nên cần nằm ở bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Theo kế hoạch, live show của Hoài Linh với chủ đề Chú Lùn và Bảy Nàng Bạch Tuyết sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 11 và 14 tháng 11 tại sân khấu Trống Đồng và nhà hát Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Vào 10 giờ sáng ngày 8 tháng 1, các nghệ sĩ sẽ có mặt tại sân khấu Trống Đồng để tập luyện. Tuy nhiên, việc Hoài Linh nhập viện đã khiến nhiều người hoang mang. Tổng đạo diễn Cát Phượng quyết định tạm hoãn live show chờ đến khi sức khỏe của đàn anh thân thiết ổn định. Hiện tại, nữ nghệ sĩ hài chưa biết dời lại khi nào. Bởi sức khỏe là trên hết, ekip đang dừng các hoạt động bán vé và hoàn trả lại tiền cho khán giả đã mua trước đó. Ngoài ra, nhân viên hậu đài cũng đang tháo gỡ băng rôn quảng bá chương trình ở các sân khấu. Hòa Minzy lọt top sau mặt xấu nhất 2016, Harry Won để lại bình luận khiến ai cũng bất ngờ. Đọc đoạn bình luận này mới biết được mối quan hệ giữa bà xã Trấn Thành và đàn em kém tuổi mình. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, trong trẻo và đầy nội lực, Hòa Minzy còn là một trong những sao nữ có gu thời trang khá ấn tượng. Mới đây, cô nàng còn vượt qua cả Sơn Tùng MTP, Mai Ngô để dẫn đầu top những sao mặt xấu nhất năm 2016. Quán quân Học viện Ngôi sao 2014 chia sẻ trên trang cá nhân về tâm trạng của mình khi được khán giả ưu ái bình chọn chức vô địch mặt xấu trong làng giải trí Việt. Cô nàng thanh minh rằng ở sau sân khấu, những lúc không phải mặc đồ diễn thì trong mình cũng dễ thương mũm mĩm chứ không đến nỗi bị xếp hạng sao mặt xấu nhất. Nữ ca sĩ cũng phải tự công nhận rằng thỉnh thoảng có những khoảnh khắc nơm quá gớm vì béo và hạ quyết tâm đi tập để sở hữu vóc dáng chuẩn. Giọng ca Thư Chưa Gửi Anh tiếp tục đau khổ vì on top trong danh sách sao mặt xấu. Trong khi người hâm mộ vào động viên nữ ca sĩ, thì bà xã Trấn Thành đã để lại bình luận chúc mừng em khá là ngang trái. Tuy có vẻ như Harry đang cười trên nỗi đau của người khác, nhưng ai cũng biết rằng đó chỉ là câu nói đùa của một người chị đối với em gái đồng nghiệp thân thiết. Được biết, Harry Won và Hòa Minzy khá hợp cạ mặc dù hơn nhau tận 10 tuổi. Mới đây, cả hai cùng với ca sĩ Bảo Anh đều tranh giải nữ ca sĩ triển vọng năm 2016 do làng Sóng Xanh tổ chức. Mặc dù không đoạt giải, nhưng hai cô gái xinh đẹp này đều vui vẻ và cảm thấy vinh dự khi được đứng tên trong danh sách đề cử. Mối quan hệ giữa Harry và Hòa Minzy ở ngoài đời khá thân thiết. Cả hai thường vào trang cá nhân của nhau và để lại bình luận hóm hỉnh khiến ai cũng thấy buồn cười.